Rồi, chào các bạn nha. Chào bạn nha, mình đến cái điểm cầu mới các bạn. Ở đây xung quanh là nước ngập hết rồi, chỉ có cái bờ kinh bờ ao này thôi. Mình câu chiều qua mình đi là không có các bạn. Hôm nay mình đi đánh lại coi. Cá này ha, câu được này cá này nha. Cá này sảy rồi. Sảy rồi bạn ơi, sảy rồi. Chưa dính.
dàn trái nha các bạn. Hai lạng. Có kết quả. Hôm qua không có, bữa nay có rồi ha. Đầm đấy các bạn.